like và đăng ký kênh để nhận thông báo video mới nhất và hấp dẫn nhất nhé. Em ơi đừng khóc.
ơi đừng khóc. Rồi hết nhạc con về. Mọi người biết sao không? Ngày hôm qua là mình có đi đo cơ thể của mình, xem con lượng mỡ với lại lượng calo, kali, calet gì đó. Thì bây giờ mình sẽ thú thật với mọi người là mình dư quá nhiều nước. Nước nhiều quá nên bây giờ mình muốn giảm cái tỷ lệ nước ấy mọi người. Thì cho mình hỏi là ở đây ấy, có ai có biết giảm cái tỷ lệ nước như thế nào không? Chỉ cho mình nhớ nha. Cảm ơn. Cô nếu kéo giữ tay em lại nhưng mà em đi quá xa. Chắc có lẽ có ai đang đợi nên là em chẳng thiết tha. Quên đi bao giấc mơ đôi ta xây bấy lâu. Em theo tình hết nhạc con về, con đã bảo rồi hết nhạc con về. Đằng sau lớp áo rộng của con gái là gì? Đàn bà con gái sệ xòa gì sao quen được đại gia, quen chi chị, nó giao nó nuôi, ăn cơm không ăn mà đi ăn bám. What the fuck? Ngọc ơi, bạn thấy quả dưa này có đủ to chưa? Chưa, hơi cong. Mẹ ơi, mẹ nhìn quả dưa này to, hơi ngắn nhỉ? To nhưng mà cong. Độ cong thì đã đủ. Hai bạn ơi, hai bạn cho tớ phỏng vấn tí. Cái quả dưa này có đủ độ dài, đủ độ to không các bạn? Trả lời hộ tôi, các anh nghe hết video của tôi chưa? Có rồi ạ. Nhưng mà đối với tớ là tớ thấy nó hơi bé mà. Thế anh cho tớ hỏi.
hỏi là quả này có đủ gọi là gì nhỉ? So với mày là to quá phải không? Còn chị Yến là nó hơi bé à? Bé luôn. Ngắn nữa phải không? Ngắn và bé. Theo các bạn thì quả dưa này đã đủ to và dài chưa ạ? No, 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 no.